してもベトナムであればホーチミンハノイダナンではないということも分かってきたんですけど、まあ、ベトナム5番目の都市と言われてますけど、南の中でとても重要な都市との関わりの中でですね、いろいろやっていこうというふうに決めてます。Cái ngành, một ngành mới của chúng tôi mới nổi nhưng được thu hút đầu tư trong nước và quốc tế rất lớn, đó là ngành năng lượng tái tạo. Và như vậy nếu đầu tư tại đồng bằng sông Long thì không chỉ là việc phát triển và thị trường của Việt Nam mà có thể là ở cả Campuchia với dân số hiện nay là khoảng 16 triệu dân.